Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận những điểm rất đặc biệt, đó là thêm nhiều trường đại học được mở ngành đào tạo khối ngành sức khỏe. Việc này thì nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận xã hội. Để có một cái nhìn đa chiều và giải đáp những thắc mắc của thí sinh và phụ huynh, ngày hôm nay Báo Lao Động tổ chức tọa đàm đào tạo khối ngành sức khỏe, làm gì để đảm bảo chất lượng. Buổi tọa đàm ngày hôm nay chúng tôi xin được mời đến trường quay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị độc giả của Báo Lao Động. Khách mời tiếp theo mà chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đó là Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang. Vâng, xin kính chào quý vị độc giả của Báo Lao Động. Đầu tiên thì rất cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để tham dự chương trình của Báo Lao Động ngày hôm nay. Thưa hai khách mời thì tôi cũng như là rất nhiều quý vị phụ huynh đang rất thắc mắc là phương thức tuyển sinh năm 2021 của trường có gì đặc biệt. Đầu tiên xin mời ý kiến từ Tiến sĩ Võ Văn Tuấn ạ. Kính chào quý vị độc giả. Thì trường Đại học Văn Lang chúng tôi có 50 ngành đào tạo. Thì trường đã có đào tạo một số ngành liên quan đến cái khối ngành sức khỏe. Thì hiện nay chúng tôi có 4 ngành liên quan khối ngành sức khỏe, đó là ngành răng hàm mặt, ngành dược học, ngành kỹ thuật xét nghiệm và ngành điều dưỡng. Thì năm 2021 này, thì như cái đề cập của phóng viên Thanh Nhàn, thì trường Văn Lang chúng tôi sẽ mở thêm 2 ngành nữa, đó là ngành y khoa và y học cổ truyền. Thì những cái ngành này chúng tôi tổ chức xét tuyển bằng các phương thức theo đúng quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Hiện nay chúng tôi có 4 phương thức để xét tuyển cho các ngành liên quan đến khối ngành sức khỏe. Đó, thứ nhất là xét căn cứ trên cái học bạ của năm học 11 và 12. Thứ hai nữa là xét tuyển dựa vào cái kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Thứ ba là theo phương thức tuyển thẳng. Và thứ tư nữa là theo phương thức kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021. Đó là 4 phương thức mà chúng tôi sẽ áp dụng để xét tuyển cho cái ngành khối ngành sức khỏe nói chung. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, ngoài phương thức tuyển sinh bằng điểm thi trung học phổ thông quốc gia thì những năm gần đây các trường đại học đã có mở rộng nhiều phương thức xét tuyển, trong đó có việc xét tuyển thẳng và xét tuyển học bạ. Kính thưa Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, thì trường Đại học Văn Lang chủ trương như thế nào đối với các phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển học bạ trong năm nay đối với ngành đào tạo nhóm ngành sức khỏe thưa ông? Thì như Phó Giáo sư Tiến sĩ Khôi đã chia sẻ, trong các cái phương thức tuyển thẳng thì liên quan đến cái năng lực tiếng Anh là một trong những cái then chốt đối với các phương thức tuyển thẳng nói chung. Thì ở đây về phía trường Văn Lang chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm, năm 2020 chúng tôi đã dành từ 1 đến 3 chỉ tiêu trong cái tổng chỉ tiêu để xét theo cái phương thức tuyển thẳng. Thì với cái phương thức tuyển thẳng và cái đối tượng đã được tuyển thẳng thì nhìn chung rất là tốt. Do đó trong năm 2021 này chúng tôi tăng từ 3 đến 5% trong cái tổng số chỉ tiêu của năm 2021 để dùng cho cái xét tuyển thẳng. Thì xung quanh các cái đối tượng và cái phương thức xét tuyển thẳng này thì chúng tôi chia ra một số đối tượng như sau. Thì đối tượng thứ nhất là đối với các em theo được tuyển thẳng theo quy định chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì những cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo như thế nào thì thí sinh có thể nghiên cứu và tìm hiểu trên trang web, thì chúng ta sẽ thấy các thông tin liên quan đến cái phương thức này. Đây là một cái phương thức chính trong tất cả các phương thức xét tuyển mà quy định chung của các trường. Trường nào cũng sử dụng cái phương thức này nếu đúng được tuyển thẳng. Và cái đối tượng thứ hai là cái thí sinh đạt các cái giỏi, đạt các giải mà học giỏi rồi các cái kỳ thi cấp tỉnh, cấp thành phố trong năm 2020-2021, hoặc là đạt các cái huy chương, các Olympic trong các cái năm này. Thì đây là cái đối tượng mà chúng tôi quan tâm. Và ngoài ra thì về tuyển thẳng thì trường Văn Lang chúng tôi cũng có quy định là nếu các em có cái điểm thi mà nếu căn cứ trên cái học bạ thì lớp 11, lớp 12 hoặc là 3 học kỳ, một học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 của lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12. Thì hiện nay các em nếu mà chưa có điểm của học kỳ 2 của lớp 12 thì điểm trung bình của 3 học kỳ đó của tổ hợp cái môn xét tuyển, ví dụ cái tổ hợp môn B00 và toán sinh hóa, thì nếu các em có điểm trung bình là 9 điểm trở lên thì cũng được xét tuyển thẳng. Hoặc là điểm trung bình của lớp 12, nếu sau khi các em đã được xét các năm trước đó hoặc là có đầy đủ điểm của lớp 12 thì điểm trung bình của các cái tổ hợp
mà trong cái ngành thi đó được xét tuyển là nếu 9 điểm trở lên thì chúng tôi cũng xét tuyển thẳng. Đối tượng thứ ba nữa là nếu mà các em trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, nếu mà tổng điểm 3 môn của em được 27 điểm theo từng cái tổ hợp quy định thì các em cũng được xét tuyển thẳng. Và một cái đối tượng thì chúng tôi căn cứ trên cái kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia, thì nếu các em được ngạch điểm tối đa của cái kỳ thi này là 1.200 điểm, thì nếu các em được 1.080 điểm thì cũng nằm trong cái đối tượng được tuyển thẳng. Thì hồ sơ được tuyển thẳng chúng tôi đã bắt đầu nhận từ ngày 8 tháng 4 năm 2021 cho đến 30 tháng 4, hiện nay chúng tôi đang nhận hồ sơ. Còn đối với các cái trong cái lồng ghép trong cái các cái quy định về tuyển thẳng thì trong học bạ thì chúng tôi cũng có chia sẻ thêm. Thì đối với trường hợp mà xét tuyển bằng học bạ với các cái khối ngành sức khỏe thì đây là quy định chung của bộ là phải đảm bảo cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Và đặc biệt một cái lưu ý là khi thí sinh xét bằng cái phương thức học bạ vào các trường có xét phương thức này đối với khối ngành sức khỏe, thì đối với các cái ngành ví dụ như ngành răng hàm mặt, ngành dược, ngành y học thì học bạ học lực lớp 12 của các em phải đạt loại giỏi. Thì đây là quy định. Và điểm trung bình của 3 môn trong cái tổ hợp xét tuyển thì phải là 24 điểm trở lên. Còn các cái ngành khác thì phải học bạ học lực của lớp 12 phải đạt loại khá và điểm trung bình của các môn trong cái tổ hợp xét tuyển đó phải là 19 điểm trở lên. Đó là cái ngưỡng đảm bảo chất lượng, tức là điều kiện tối thiểu để muốn xét tuyển vào cho các cái khối ngành sức khỏe. Thưa tiến sĩ, thì những năm gần đây ngoài các cái trường đại học công lập thì các cái trường đại học dân là ngoài công lập cũng đào tạo những ngành sức khỏe, và nhiều ý kiến cho rằng thì đây là một ngành học đặc thù, cho nên điểm chuẩn đầu vào phải có những yêu cầu rất khắt khe, thì việc xét tuyển học bạ khiến nhiều phụ huynh và thí sinh lo lắng về chất lượng đầu vào. Không biết là cái ý kiến của ông về việc này như thế nào? Đúng là cái đầu vào nó có ảnh hưởng đến cái quá trình chất lượng đào tạo. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ ví dụ ở ngồi ở đây thì trường Văn Lang thì chỉ có bề dày đào tạo khối ngành sức khỏe mới 3 năm, và năm sắp tới đây á, thì chúng tôi sẽ mở thêm, năm nay chúng tôi sẽ mở thêm hai ngành nữa liên quan ngành y. Thì cái đầu vào thì chúng tôi nói thật ra so với trường y khoa của thầy Khôi đây thì rất là thấp hơn. Và cái điểm đầu vào tự nhiên là chất lượng đầu vào của các em vào cái khối ngành sức khỏe của các cái trường ngoài công lập nói chung chứ không phải là Văn Lang, thì đương nhiên là thấp hơn so với cái trường mà chuyên đào tạo về khối ngành sức khỏe như y khoa Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là trường y khoa Phạm Ngọc Thạch vân vân. Tuy nhiên để làm sao cái giải quyết cái bài toán mà cái chất lượng đầu ra, cái đó là quan trọng, thì quá trình đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo cái chất lượng đầu ra. Đầu vào chúng tôi á, là thấp hơn, do đó chúng tôi phải làm sao nâng cao cái năng lực cho quá trình đào tạo. Thì ở đây á, nâng cao năng lực bằng hình thức nào? Thì chúng tôi có thể vì các em thấp, do đó chúng tôi khắt khe hơn trong quá trình đào tạo. Chúng tôi đầu tư hơn thêm về chương trình đào tạo, về cơ sở vật chất, về đội ngũ giảng viên, về công nghệ. Thì cái cơ sở vật chất của trường, nói thật ra chúng tôi phối hợp với phương thức á, là giảng dạy kèm theo gọi là mô hình vừa giảng dạy ở lớp và mô hình bệnh viện và phòng khám. Thì đó trong những một phương thức. Thì trường Văn Lang chúng tôi hiện nay đang xây phòng khám, đang xây một bệnh viện quốc tế ở Gò Vấp, ở quận Bình Thạnh, và một cái phòng khám đã được triển khai bắt đầu từ tháng 4 này ở quận Bình Thạnh. Thì đó là những cái nơi để cho sinh viên thực tập và phối hợp giữa trường học và bệnh viện để triển khai các cái phương thức giống như bên Đại học Y khoa. Ngoài ra chúng tôi có thể là đầu tư thêm về công nghệ, ví dụ chúng tôi sử dụng cái công nghệ thực tế ảo VR, AR. Thì đây là những cái công nghệ mà giúp cho các em trong quá trình học tập. Và một yếu tố mà cái then chốt đối với cái quá trình đào tạo làm sao nâng cao chất lượng đó là cái đội ngũ giảng viên. Đội ngũ giảng viên là một trong những cái then chốt trong vấn đề này. Thì đối với các cái trường ngoài công lập, chúng tôi tự chủ vấn đề tài chính, do đó cái yếu tố mà khi tuyển dụng, khi đầu tư thì có thể là một trong những yếu tố mà nhanh hơn đúng không, so với các cái trường công. Vì trường công phải chờ duyệt, còn đối với chúng tôi á, là chúng tôi mạnh dạn, ví dụ như á, là cần một chuyên gia giỏi trong ngành y mà yêu cầu về thu nhập trường đó thì chúng tôi có thể là đầu tư ngay. Chúng tôi trong cái khoa răng hàm mặt yêu cầu các cái ghế nha, các cái đầu 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 nha mà yêu cầu như thế nào thì chúng tôi có thể đầu tư ngay bất cứ, và với một cái trang bị rất là hiện đại.
vân vân, thì những cái yếu tố đó thì giúp cho cái quá trình đào tạo để phục hồi lại, gọi là đáp ứng lại cái năng lực cho cái đầu ra. Vâng, xin cảm ơn.